Rồi chào các bạn, thì theo cầu của bạn Phan thì mình sẽ là cài thử cái Windows Server lên trên cái main Gigabyte 31M DS2 main thường, không có cài lên main server. Thì mình cài thử coi nó làm sao đó, thì các bạn theo dõi. Thì để mình mở máy lên, thì mình mở máy lên mình bấm F12 cho nó boot từ USB. Thì mình chọn cái UEFI đi cho nó nhanh. Thì mình cài chỉnh legacy thôi, mình không cài chỉnh UEFI. Mình boot thì boot UEFI, nhưng mà mình cài thì cài chỉnh legacy bình thường. Để coi coi Windows Server thì cài lên trên main thường thì nó có gì. Có gì lạ không? Hay là nó coi thử Windows Server thì nó làm sao? Thấy cũng có nhiều người quan tâm. Thì để mở cái ổ C mình format đó. Rồi thì format xong rồi thì để mình zoom cái màn hình bự ra cho các bạn dễ xem. Thì mình mở cái Windows Setup này lên nè, Windows Tay Setup nè. Thì mình tìm kiếm, thì đây là nó có hỗ trợ hết cái Windows Server rồi luôn. Thì đây mình chọn cái ổ cứng của mình, thì chọn Win cài đặt Server. Nó đờ, hơi đờ kìa. Thì cái này mình làm trên cái bản anh DB Boost mới nhất 23.4. Rồi đây thì mình sẽ chọn cái Windows Server 2022 mới nhất. Rồi thì mình chọn Open, mình chọn ổ C này, ổ C luôn. Đây thì nó có bốn cái Windows. Thì cái Windows này là standard, là chỉnh kiểu dạng DOS đó, dòng lệnh rồi đó. Thì các bạn muốn cài bản chỉnh mà giao diện desktop giống như Windows 10 rồi thì bạn cài cái số 2 hoặc là cái số 4. Thì mình chọn cái số 2 đi. Rồi thì bấm vô setup rồi chọn ok thì đợi cho nó chạy thôi. Thì cài Windows Server lên trên cái main thường thì coi coi nó có báo lỗi gì không, hay là nó nhận cái error rồi sao. Thì để chạy thử coi nó ngâm cứu, cài thử cho các bạn xem. Thì mình cái Windows Server này nó thực chất là cái nó cũng là cái Windows 10 á, mà nó cắt giảm nhiều tính năng rồi nó hỗ trợ để giao tiếp các máy tính với nhau á. Thì nó hỗ trợ mạnh về vấn đề đó, còn mấy cái tính năng của Windows thì nó cắt bỏ nhiều lắm. Nó chỉ vậy thôi, chủ yếu là giao tiếp bằng mạng.
chạy cũng được 40% rồi đó. Thì để coi coi nó chạy xong rồi thì cài đặt nó có khác gì với Windows 10 hay là sao không? Thì các bạn coi theo dõi để mình chạy xong cái này cái nó báo thì khởi động máy lại, mình khởi động máy lại cái mình rút cái USB mình ra để cho nó cài đặt. Thì bạn xài cái WinRT setup này á, thì bạn boot chữ nào cũng được hết, thì bạn cứ cài cái này rất là dễ xài cũng tiện. Chạy được 5 mấy% à. Thì cái dung lượng cái file này thì nó cũng khoảng 4 GB hơn thôi chứ nó không có nhiều. Rồi mình download trên trang không có chính thống của Microsoft, thì trang của Microsoft thì nó đòi nhập thông tin công ty thì logo các kiểu, thì thôi mình download đường khác cho nó lẹ, mất công tùm lum. Thì cái này mình cài thử nghiệm cho các bạn xem thôi. Các bạn có thắc mắc gì đó hay là muốn làm gì đó thì cứ nhắn tin comment vô mấy cái clip của mình đó, thì mình sẽ làm được thì mình sẽ thực hiện thử. Cái gì bạn khó hiểu rồi đó. Thì nó chạy cũng được 86%, 87% rồi. Để nó chạy xong cái nó báo khởi động lại thì mình rút USB mình ra. Rồi 96 rồi. Sắp xong rồi. Bảy thì cái này cài xong cái mình vô Windows mà dập dập sơ sơ rồi cho các bạn xem cái Windows Server chạy trên main thường nó làm sao, rồi mình kết thúc luôn. Nó thì nó chuẩn bị báo khởi động lại nè. Đó, thì báo Gboost thì mình bấm vô Gboost thì khởi động lại, bấm vô nó khởi động lại thì mình rút cái USB mình ra luôn. Cho nó tự nó chạy. Đó, thì nó chạy thì nó thông báo gì thì mình làm đó thì các bạn thích cài kiểu nào cũng được, cài sao miễn thành công là được. Không quan trọng cái điểm đầu, chỉ cần cái điểm cuối là ok là ngon. Chỉ cần nó chạy thành công là ok. Thì các bạn thích làm kiểu nào làm. Thì máy tính này nó đa dạng phong phú lắm. Mỗi người thích kiểu. Không ai giống ai.
nó thông báo gì thì mình làm đó, chứ cày win thì nó vậy thôi. Mình chơi qua thì mình cài có thể nó nhanh hơn cái Windows thường nữa. Thì kiến thức máy tính này nó là vô bờ bến, cho nên là mỗi người biết được một phần nào đó là nó hay lắm rồi. Thì các bạn cứ thích cái gì thì ngâm cứu cái đó, làm nhiều quá thì nó nhức đầu nhiều thôi. Nói chung thì chịu làm, chịu nghiên cứu thì cái gì nó cũng làm được. Đó thì nó báo nó khởi động máy lại cái. Cài cũng gần xong rồi đó. Thì để coi nó vô win thì nó nhận được cái gì trên cái main này, nhận được phần cứng gì, thì chủ yếu nó là mạng thôi. Còn mấy cái khác thì anh chui lắm. Mấy cái khác thì phải main server thì nó mới nhận đủ. Đây thì nó báo là dùng của Unity này nè. Thì chọn nét đại đi ha. Tiếng Anh gì nè. Hình như là cái này nó chưa có hỗ trợ tiếng Việt hay gì á. Rồi chọn Accept. Đây thì nó hiện lên cái bảng này nè. Tên username là nó mặc định sẵn là admin. Thì password thì bạn tự đặt, mỗi người thích đặt kiểu nào đặt. Thì giờ mình đặt số 1 rồi A cộng rồi chữ Q để coi coi thử được không. Số 1 rồi A cộng chữ Q coi coi nó chịu không. Rồi ok, thì bạn phải đặt là vừa có số vừa có ký tự đặc biệt và vừa có chữ nữa, thì đơn giản vậy thôi. Các bạn thích đặt cái gì đặt, nó phải có ký tự đặc biệt và có chữ số, thì chủ yếu nó coi nhiêu thôi. Thì mình cài này, mình cài trên ổ cứng thường luôn nè, ổ cứng 0% sức khỏe của mình nè. Thì nó hết sức khỏe rồi nhưng mà nó vẫn chạy ầm ầm, chạy hoài, chừng nào cài nó nào nó hư thì thôi. Thì nó chưa hư mình còn xài hoài tới. Thì nó sắp vô win rồi nè. Nó thì giờ ở đây là nó có cái góc này nè, nó báo là nhấn con chôm Alt+ để unlock nè. Thì bạn nhấn con chôm Alt+ lên. Rồi thì nãy bạn đặt password làm sao, bây giờ bạn nhập như vậy. Rồi nhập vô 1 A cộng Q. Thì đúng password thì nó vô thôi. Vật đó là password do mình đặt, thì mỗi người thích đặt kiểu nào đặt, đặt làm sao mà dễ nhớ thì mà không đụng hàng ai thì mình đặt thôi. Nó có Windows Media luôn nè. Windows Server thì thường là nó không có tích hợp âm thanh.
Thường mấy man server đó nó cũng ít có âm thanh lắm, nhưng mà nó có card G thì có số card nó hỗ trợ thì nó nhận. Rồi thì nó đã lên cái giao diện rồi nè. Rồi thì mình cái này thì mình chọn ra cho nó bự bự một chút cho nó dễ nhìn. Đây, nhân mạng rồi nè. Rồi chọn nó 175 đi. Rồi thì nó nhận mạng Internet rồi thì nó có cái server manager nè để quản lý mấy cái máy con nè, thiết bị rồi nè. Rồi thì cái này mình thoát ra ha. Thì bây giờ mình muốn mở cái remote laptop thì mình chọn cái chỗ start nè, lên chỗ cái setting nè, thì chọn cái system. Đây thì có remote laptop thì bấm vô thì đây là nó báo là on off, thì on thì mở ra thôi, nó mở ra mình điều khiển mấy máy con nữa. Nó thì Windows Server thì nó vậy, thì nó nhận mạng Internet mà nó không nhận âm thanh. The audio service not run. Nó thì nó không có nhận âm thanh. Để coi đây. Thì nó đang thôi hết trơn, nó không nhận ha. Lên gắn cái lo thử coi nó có nhận không. Đây, gắn lo thì nó vẫn có ở đây nè. Để coi coi nó có nghe không. Nó vẫn nghe ha. Nó vẫn nhận được cái âm thanh mạng luôn nè. Đó, âm thanh mạng vẫn nghe ok á. Rồi để mở internet lên coi xài nó làm sao. Thì nãy nó có Windows Media nữa. Rồi mở Windows Media thử coi nó. Thì nó chỉ có vài phần mềm vậy thôi. Không coi nó toàn là mấy cái quản lý server không à. Nó không có phần mềm gì khác hết á. Đó thì cái này vô đọc báo rồi xem. Đọc báo vẫn ok nè. Rồi để mình đánh YouTube lên. YouTube. Vậy là nó nhận ấy hết, nhưng mà cái device manager này là nó là của cái phần cứng á. Đây nè. Thì để mình coi coi nó có nhận màn hình không. Màn hình thì nó chưa nhận nè. Không biết là có nhận không thì mình không biết. Âm thanh thì có nè. Mạng nè. Thì nó nhận ra cũng khá là ok đó. Nhưng mà cái màn hình thì mình chưa biết là nó có nhận không. Nhận Vega onboard của cái man này nè. Rồi thì để mình dập dập sơ sơ cái này coi. Mình đánh cái kênh su su của mình vô. Su su TV 5724. Đây thì mình có kênh mình nó đạt được 936 sub rồi nè. Gần được ngàn rồi đó. Thì để mình mở lên cái clip này đó cho bạn coi. Coi nghe âm thanh được không? Rồi chào các bạn. Thì hôm nay mình test cái men cho chai trong cái đống men 450 ngàn. Rồi mình tắt cái lo nó vẫn chạy ok nè ha. Thì nó vẫn vô mạng âm thanh đồ nó vẫn nhận hết.
Thì Windows Server này nó chạy cũng khá là ok đó, nó giống hệt Win 10 luôn nè, giao diện nó giống hệt Win 10 nè. Thì để mình mở mấy cái này lên rồi coi nó giống không, nó cũng giống hệt à My Computer rồi nè, không? Thì nó chỉ có khác cái là cái bảo mật của nó thì nó ấy thôi. Thì đây là nó cái góc này nè, để Windows Server 2022 rồi cho 180 ngày sử dụng thử cái gì nè. Đó thì đây mở lên cái lại cái cấu hình nó bao, thì cái cấu hình máy mình cho bạn coi là xài con Pentium G3240, RAM 5 GB. Đây thì gắn ăn cây 4 GB với cây 1 GB, thì main Gigabyte này chạy cũng ok á. Thì chạy trên cái Windows Server này thì nó nhận âm thanh mạng đồ ok đó. Nó thì vô mạng vô đồ nè, ngon lành nha. Đọc báo rồi cũng thoải mái. Thì các bạn nào mà thích dọc dạch thì cày thử, thì cày trên main thường vẫn chạy ok nè. Đó thì chủ yếu là nó hỗ trợ mạng internet là nhiều, còn ứng dụng thì không biết là có cài Word Excel được không, mình cũng không biết nữa. Thì các bạn nào muốn cái gì đó thì cứ nhắn mình làm thử. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn như thôi, chúc các bạn nhiều sức khỏe, bye bye các bạn.